Hello mọi người, để mà mình đắp bột màu nó không có bị loen ra ngoài nhiều á, thì trước tiên mình sẽ lấy một ít bột. Sau đó là mình sẽ tập trung cao độ vào ở cái phần vị trí ngay cái cuticle. Mình đánh làm sao cho nó tròn, mình vuốt xuống, bên dưới là mình chỉ còn vuốt xuống là được. Mình canh làm sao cho nó thiệt là tròn. Mình lấy cái cọ mình nhúng nước cho nó cái đầu cọ nó mềm. Mình đập nhẹ, để khi mình đập nhẹ ướt như vậy thì cái màu nó sẽ tự động nó bám chặt vào trong cái phần cuticle. Sau đó mình lấy một ít bột nữa, mình để gần sát vào. Mình kéo nhẹ xuống. Tại vì cái cục bột đầu tiên mình đã để sát vào bên trong rồi, cho nên những cục bột sau này mình chỉ để ở gần bên ngoài thôi. Và ở cái đoạn từ ở giữa đổ ra phía bên ngọn của ngón tay nó còn mỏng, thì mình sẽ đắp bột cái phần đó nhiều hơn để cho nó kín hết cái phần bề mặt móng. Lý do mình chia sẻ cái video này á, là bởi vì không phải cái tiệm nào cũng có những loại bột dẻo hoặc là cái liquid làm cho bột nó dẻo, mình dễ điều khiển. Có những chỗ có những chỗ không. Thì trong những trường hợp mà mình gặp bột nó bị lỏng, nước liquid nó làm cho bột nó loang nhiều quá, thì mình làm cách này á, thì cái móng của mình nó không có bị dính tùm lum lên trên, nó không tràn ra bên ngoài nhiều quá, thì nó sẽ giúp cho cái ngón tay của mình đẹp hơn, nó tròn trịa hơn. Tương tự mình cũng lấy một chút xíu bột nhé, rồi mình ấn sát vào trong cuticle, mình kéo nhẹ xuống bên ngoài. Bên này cũng vậy, mình sẽ ráng tập trung vào cái vị trí nào mà cần chú ý ngay hiện tại. Nếu mà ngón tay to quá, bột không đủ thì mình làm thủ công, mình làm hai lần. Mình lấy một ít bên này, mình fill vào cái vị trí này, mình kéo xuống. Thì cái móng này khi khách tới là nó đã có màu bột cũ. Mình chạy cho thật mỏng xuống rồi mình đắp cái bột mới lên, là mình làm refill. Thì mang tiếng là refill nhưng mà cái bột cũ là mình đã chạy thiệt là mỏng xuống. Ở những cái vị trí nào mà nó khóe chưa tròn á, thì mình chùi đầu cọ thiệt sạch, nhúng vào trong liquid. Rồi mình nó ướt cái đầu cọ rồi mình đập khẽ. Khi mình đập nhẹ như vậy, các cái màu nó sẽ được loang, nó bị ướt, nó nằm nó loang ra thì nó sẽ trải đều lên hết, kín hình tròn của cái phần cuticle. Nếu mà nó có dư quá thì mình sẽ vuốt nó đi ha. Sau đó mình sẽ lấy một ít bột, mình đắp ở trên ngọn, mình vuốt lại vì bên ngọn này nó chưa có được phủ kín màu. Quan trọng là mình đắp vừa đủ cái lượng màu thôi, không cần phải đắp quá dày. Thứ nhất, đắp dày quá là hao bột, hao màu bột của mình. Thứ hai nữa là đắp dày quá rất là khó điều khiển. Cho nên là mình đắp vừa đủ thôi. Sau đó một lát mình sẽ lấy cái màu clear mình đắp ở bên trên. Thứ nhất là clear nó làm cho mình dễ chạy. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái móng dày hơn. Ở cái ngón này mình có đắp một chút xíu kim tuyến. Thì mình chỉ lấy một ít kim tuyến, mình đắp nhẹ, mình rải đều lên thôi. Nhưng mà một lát mình vẫn phải đắp bột clear phủ lên. Tại vì khi mình chạy, mình chỉ chạy vào phần clear, mình không có đụng vào với phần bột kim tuyến. Ở những ngón tay mà mình đắp nửa ngón như vậy rồi á, mình sẽ tiến hành lấy một màu hồng. Mình đắp làm ombre. Thì mình cũng tương tự như vậy ha, mình lấy một ít bột. Mình lấy thật là ít, mình để sát bên phần gần cuticle. Mình canh cái phần cuticle thiệt là tròn. Lấy ít thôi nha mọi người, không cần lấy nhiều. Mình không có dám vuốt cái cọ 100% xuống phần ngọn, mình sợ nó bị loang cái màu hồng lên cái màu vàng quá nhiều. Mình chỉ kéo cái cọ ở giữa ngón tay thôi. Tại mình tạo ombre thì cái màu hồng này nó nằm đè lên màu vàng, nó tạo thành màu cam. Cho nên để giữ cái phần màu vàng nó vẫn còn nguyên bản là mình không có dám vuốt cái cọ quá nhiều. Thì tiếp theo mình sẽ bỏ một ít bột nữa ngay cái vị trí giáp nối giữa màu vàng và màu hồng, để nó loang ra, nó tạo thành ombre. Mình sẽ đập nhẹ, đập khẽ để cho cái phần đó nó vừa một ít hồng, một ít vàng, nó tạo thành màu cam. Mà lỡ như cái màu hồng nó có bị tràn lên màu vàng quá nhiều thì chúng ta chỉ cần lấy cái cọ nhúng vào trong liquid rửa sạch sẽ và chùi nó đi. Khi làm ombre mà bột màu tự nhiên á, nó dễ làm hơn những bột màu đậm. Vì cái bột tự nhiên á, cái khiếm khuyết của nó mình che lấp đi rất là dễ. Nhưng với cái màu đậm á, mà nó bám đến đâu là nhìn thấy rõ đến đó, cho nên làm những cái màu đậm này mình phải cẩn thận.
những cái móng tay dài ấy, thì nó có nhiều diện tích để mình làm, mình có thể làm lướt qua nhanh dễ hơn. Nhưng mà những ngón tay không dài, chỉ ở phần trung như vậy thôi á, thì mình làm mình phải cẩn thận những cái chi tiết để làm sao cho nó ra nó được đẹp hơn. Không nhất thiết á, là mình phải làm một ngón là xong liền. Nhiều khi cái bột nó còn ướt, nó khó điều khiển á, mình làm một nửa xong rồi mình ngưng lại, mình qua ngón khác. Đến khi cái bột nó khô, mình quay ngược trở lại là mình điều khiển tiếp. Sau khi đã đắp bột xong thì bây giờ mình sẽ bỏ clear. Mình lấy clear mình phủ kín lên bề mặt móng. Rồi mình dũa, shape và tiến hành chạy móng. Và sơn top coat là xong rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.